Lời nói đầu tiên như thân xin thay mặt bộ số nhạc sĩ Văn Cường, các cậu đi đời, anh em nghệ sĩ cùng tất cả anh em ekip quay phim chụp hình xin gửi đến gia tộc đồng ngoài hai bên quý vị và khách lời chúc bình an, lời chào thân thương nhất. Kính thưa gia tộc đồng ngoài hai bên, kính thưa quý vị quan khách, hôm nay là tại tư gia của anh trai là anh Thống, kỷ niệm 100 ngày mất của mẹ. Có là một mâm cơm để dâng lên cho người mẹ kính yêu, để tưởng nhớ người mẹ đã cho ta nên hình nên dốc, trở thành trụ cột của gia đình và xã hội. Chính vì thế hôm nay thì gia đình của anh Thống là một mâm cơm để kỷ niệm ngày mất 100 ngày của mẹ. Mời gia tộc nào ngoài hai bên quý vị và khách về đây, trước là dâng hương cho mẹ, sau đó là dùng bữa cơm thân mật với gia đình. Và đặc biệt hơn nữa thì hôm nay chương trình văn nghệ do nhạc sĩ Văn Cường bộ show các cậu đi đời về đây thực hiện qua sự dẫn dắt của em trai là em Lý, là con nuôi của anh Thống, điều động tất cả anh em nghệ sĩ về đây qua bộ show nhạc sĩ Văn Cường các cậu đi đời để thực hiện chương trình văn nghệ nhân kỷ niệm ngày mất 100 ngày của mẹ. Và đặc biệt thì Chư Thanh cùng qua xin thay mặt gia đình của anh Thống xin cảm ơn gia tộc đồng ngoài hai bên quý vị và khách đã không qua ngày đường xa như chung kích thời gian và ngọc đến dự ngày kỳ cơm 100 ngày mất của mẹ trong buổi chiều hôm nay. Và niềm vui được nhân đôi khi được sự hiện diện đầy đủ của quý vị và khách. Và trước khi thực hiện chương trình văn nghệ thì Chư Thanh cùng xin thay mặt bộ số nhạc sĩ Văn Cường xin cảm ơn em trai làm Lý, là con nuôi của anh Thống, đã tạo mọi điều kiện cho anh em nghệ sĩ về đây để thực hiện chương trình văn nghệ phục vụ bà con cô bác nhân kỷ niệm 100 ngày mất của mẹ. Và giờ đây chương trình văn nghệ xin được phép được bắt đầu. Giờ đây mở đầu chương trình văn nghệ, xin mời vị chào đón một giọng hát rất là ngọt ngào, một gương mặt rất là cả ái. Quý vị đã từng xem qua chương trình Sao Nói Ngôi do đài truyền hình Vĩnh Long thực hiện. Xin mời quý vị chào đón nghệ sĩ Hà Mỹ Anh. Và để liên tục chương trình Hà Mỹ Anh sẽ được gửi cho tất cả bà con cô bác, tất cả các anh các chị đã có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay, một lớp trích đoạn được mang tên Cô Gái Bán Gương. Thank you.
Xin thay mặt anh Quân Sơn Ngôi, nghệ sĩ Hà Mỹ Anh, xin cảm ơn những tình cảm như tràng vỗ tay của bà con cô bác rất nhiều. Gia đình liên tục xin chào bác nghề, xin mời về chờ đón nghệ sĩ Quyền Trân. Dạ vâng và lời nói đầu tiên cũng xin cho phép Quyền Trân gửi đến cho tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và cũng để liên tục chương trình văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay sẽ gửi đến cho toàn thể tất cả quý vị với một bài ca tân cổ được mang tên Điệu Buồn Phương Nam. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Sao không đi đâu
Diệp xin cảm ơn cảnh quan thân thương của quý anh, xin cảm ơn rất nhiều. Ở bên đây nữa, xin chào các nghệ sĩ Quyền Trân, xin cảm ơn cảnh lòng thân thương của quý vị và khách đã gửi tặng. Xin chào các bầu số nhạc sĩ Văn Cường, các cổ đi đời, xin cảm ơn nhiều tấm nhiệt tình. Đặc biệt những cảnh lộc thương thương để gây tặng cho anh em nghệ sĩ, anh em nhạc sĩ rất là nhiều. Và đặc biệt hôm nay thì qua sự hiện diện của một đứa em, chủ nhà hàng Song Long của chúng ta cũng về đây để dự cái ngày 100 ngày mất của mẹ Đốc Hương, cùng dùng bữa cơm thân mật với gia tộc đồng ngoại bên của quý vị và khách. Và để liên tục chương trình bắt nghề, Chí Thanh xin mời về chờ đón một đứa em, một đứa em mới bước vào nghề. Nhưng mà có một cái may mắn là cộng đồng mạng chúng ta xem hát rất là nhiều, đặc biệt là em hát rất là giống nam danh ca Châu Thanh của chúng ta. Dạ, hình thể thì không giống mà giọng hát thì rất là giống. Và quý vị đã từng xem rất là nhiều qua ca cổ đi đời, giọng hát live, live cổ nhạc Văn Cường 95. Xin mời về cho em trai của chúng ta Đức Tài, một tràng pháo tay ạ. Dạ, giống lắm mà hình thể thì không giống, giống Chiêu Thanh. Để tiếp theo chương trình, Đức Tài xin gửi đến quý vị khán giả một bài thân cổ được mang tên Con Cha Nghĩ Mẹ. Thank you.
chùa như cảnh tình khắp trần gian, lời kinh kệ là số tan bao phiền nào. Hỡi những ai là người con